Hello, món ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh bò cắt tóc không cần ủ bột nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 2 tô bột nha các bạn. Mỗi tô là 150g bột gạo và mình sẽ cho vào mỗi tô là 100g đường. Về cái món bánh bò của mình hôm nay mình sẽ làm 2 màu nha các bạn, màu trắng và màu xanh hoa đậu biếc nhé. 75ml nước màu hoa đậu biếc và 75ml nước cốt dừa nha. Các bạn có thể dùng màu lá dứa cũng được nữa nhé. Sau khi đổ vào xong rồi thì mình sẽ khuấy đều lên. Và mình lưu ý với các bạn một điều là cái phần nước mà mình đổ vào bột á, thì nó sẽ ấm khoảng 40 độ C nha, để cho cái bột của mình nó dậy lên đó. Tại vì cái món này mình không có dùng men nở nha các bạn. Rồi, 2 tô bột mình đã khuấy đều xong rồi, giờ mình để qua một bên nha. Tiếp theo là mình sẽ lấy 3 cái lòng trắng trứng nha. Cái phần lòng đỏ này thì mình không có sử dụng cho nên là mình sẽ vớt nó qua ngoài một cái chén. Mình cho vào trong lòng trắng trứng này là khoảng 1/4 muỗng cà phê muối nha. Và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh sẽ giúp cho cái phần lòng trắng của mình nó không có bị tanh nha, nó khử mùi tanh của lòng trắng đó. Rồi sau đó các bạn đánh đều lên, đánh cho đến khi nào mà cái lòng trắng của mình nó bong lên nhé. Các bạn đánh đến khi nào mà mình thấy cái lòng trắng của mình nó bong cứng lên như thế này nha. Mình cho cái phần lòng trắng trứng đã đánh bong lên vào trong 2 cái tô bột và mình sẽ chia nó ra thành 2 phần bằng nhau nha. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên nha các bạn. Cái phần lòng trắng đó, khi mình đánh bông lên đó các bạn, nó rất là nhẹ luôn á. Và khi mà mình khuấy đều lên đó, thì các bạn cũng phải nhẹ nhàng thôi nha. Khuấy cho nó thật là đều là được rồi. Đối với cái món bánh bò này đó các bạn, mình không dùng men mà mình chỉ dùng nước ấm với lòng trắng trứng đánh bông lên là mình có thể làm được cái món bánh bò rất là thơm ngon rồi. Đây cũng là cách dành cho những bạn nào mà mình không có mua được men nở nhé. Để cho bánh của mình nó được thơm hơn thì mình sẽ cho vào vài giọt hương vani nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị cái xửng hấp nha các bạn. Mình sẽ cho những cái chén vào. Ở đây mình không dùng khuôn, mình dùng cái chén. Các bạn nhà mình có cái khuôn bánh bò thì mình có thể dùng cái khuôn cũng được. Mình sẽ hấp cho cái chén này nó nóng lên khoảng 5 phút nha. Mình hấp cái chén xong rồi đó các bạn. Nếu mà nó có rớt nước vào trong chén các bạn thấm cho nó khô nha. Sau đó mình sẽ quét lên một lớp dầu. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần bột luôn nha các bạn. Mình chế vào trong cái ca này để mình chế vào cho nó gọn đó. Các bạn chế tầm khoảng hơn nửa chén nha, đừng chế đầy chén, tại vì trong lúc mình hấp đó, thì bánh nó sẽ nở ra nữa. Đây thì mình hấp màu trắng trước nha các bạn, và đậy nắp lại mình sẽ hấp trong vòng 8 phút. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước cốt nha các bạn. Mình cho vào trong nồi là 400ml nước cốt và 100ml sữa tươi ít đường. Sau đó mình sẽ cho vào khoảng 3 muỗng canh đường nhé. Mình cho vô một xíu muối nha các bạn. Và nửa muỗng canh bột gạo nè, nửa muỗng canh bột năng. Rồi mình sẽ khuấy đều lên, khuấy đều cho cái phần bột này nó hòa tan với nước cốt nhé. Mình cho vô một gốc lá dứa nha các bạn, để cho nó thơm đó. Mình sẽ nấu cho nước cốt này nó sôi lên là nó chín nha các bạn. Cái vị ngọt của nước cốt thì các bạn có thể nêm nếm cho hợp khẩu vị của gia đình mình nha. Mình thì sẽ cho thêm 1 muỗng canh nữa. Nước cốt nó đã sôi lên rồi nè. Lúc này các bạn thấy cái phần nước cốt của mình nó sẽ hơi sệt một xíu nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn. Rồi được 8 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra. Mình mở nhẹ nhẹ thôi. Wow, các bạn thấy cái bánh của mình kìa, nó phồng lên kìa. Bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi mình lấy bánh ra nha. Bánh của mình lúc này nó hơi nguội rồi nè các bạn. Các bạn thấy nè, cái bánh của mình nó hở ra khỏi cái chén nè, nó không có bị dính đó. Bây giờ để mình lấy ra nha. Đấy, các bạn thấy cái bánh mình lấy ra rất là dễ luôn nè. Mình cho nước cốt ra ngoài chén nhé, rồi rắc lên một ít hạt mè rang nữa nè. Đó, các bạn nhìn cái món bánh bò nước cốt của mình nè, rất là hấp dẫn luôn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái bánh với các bạn. Mình sẽ chấm với lại nước cốt dừa nè. Wow, bánh mình ăn đó các bạn, vừa mềm nè, vừa xốp, rồi có vị béo béo của nước cốt dừa nữa. Đây, để mình xé cái bánh ra cho các bạn xem bên trong nè. Bánh cũng rất là xốp nhé, không khác gì mình làm với men đâu nha. Đây là bánh màu hoa đậu biếc nha các bạn. Mình mới vừa hấp ra cho nên chưa có lấy ra khỏi chén nè. Nó có cái màu xanh như vậy nha các bạn. Mình chúc cho các bạn làm thành công với cái món bánh bò cắt tóc này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.